Đây là một đoạn video được một người phụ nữ hiện đang sinh sống tại Nhật Bản quay lại được. Đó là khi người phụ nữ này dường như cô ấy đã cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi trong khoảng thời gian gần đây, cô ấy thường xuyên nghe thấy rất nhiều những tiếng động kỳ lạ bên trong ngôi nhà của mình mỗi khi cô đi làm đêm và trở về nhà vào những buổi tối muộn. Tuy nhiên, có lẽ điều bí ẩn khiến cho người phụ nữ không thể hiểu được là khi cô ấy đi về phía mà cô vừa nghe thấy tiếng động lạ để kiểm tra, thì dường như cô ta chẳng thể phát hiện được thứ gì ở đó, cảm thấy lo sợ về sự việc khó hiểu đã xảy ra. Ngay sau đó, người phụ nữ đã quyết định lắp đặt một số camera trong nhà mình. Cho đến khi vào một buổi tối nọ, cũng như mọi khi, lúc này, người phụ nữ đã trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, và lần này, cô ta lại tiếp tục nghe thấy tiếng động kỳ lạ đó một lần nữa. Và khi cô ta mở camera lên để kiểm tra, thì có lẽ như cô ta đã vô cùng sốc sau khi xem lại những gì mà camera đã quay lại được. Bạn có thể thấy, trong lúc người phụ nữ đi về phía mà cô ta vừa nghe thấy tiếng động kỳ lạ để kiểm tra, đó chính xác là bên trong một căn phòng ở phía hành lang, thì lúc này, khi cô ta không thể tìm thấy gì ở căn phòng đó và đi ra, từ phía sau lưng cô ta là sự xuất hiện bất ngờ của một hình bóng đáng sợ. Sự xuất hiện ma quái này càng trở nên dị thường hơn khi người phụ nữ quay lại một lần nữa và đi ngang qua nơi hình bóng đó vừa xuất hiện, thì dường như hình bóng bí ẩn đó đã đột nhiên biến mất một cách không thể lý giải. Theo tôi nghĩ, hình bóng ớn lạnh đã xuất hiện bên trong ngôi nhà của người phụ nữ kia. Đó rất có thể là một vong hồn của ai đó đã theo ám ngôi nhà của cô ta. Còn bạn, bạn nghĩ hình bóng ma quái đã xuất hiện bên trong đoạn video trên, đó liệu có phải là một hồn ma hay không? Nhớ cho tôi biết ý kiến của bạn ở bên dưới nhé! Gần đây, một người đàn ông đã chia sẻ một đoạn video đáng lo ngại do chính anh ta đã quay lại bên trong ngôi nhà mà anh ta vừa thuê ở cách đây chỉ ít ngày. Theo như câu chuyện ớn lạnh mà người đàn ông đã gặp phải, anh ta khẳng định rằng ngôi nhà mà anh ta vừa thuê ở cách đây không lâu dường như đã bị một thực thể ma quái nào đó theo ám. Theo đó, câu chuyện lạnh người đã xảy ra bên trong ngôi nhà mà người đàn ông thuê ở là vào một buổi tối khoảng 12 giờ trong lúc anh ta đang ngủ, thì bất ngờ bị đánh thức bởi một số tiếng động lạ, cùng với đó là những đồ đạc trong nhà dường như đang tự động di chuyển một cách lạ thường. Vài đêm sau đó, những hiện tượng đáng sợ lại tiếp tục xảy ra. Khi người đàn ông vừa đi làm về tới nhà, thì những tiếng động bí ẩn một lần nữa khiến cho anh ta cảm thấy hoảng sợ. Và có lẽ như trong lúc anh ta có ý định đi về phía mà anh ta vừa nghe thấy tiếng động lạ để kiểm tra, thì có lẽ như anh ta đã vô cùng sợ hãi khi bắt gặp cảnh tượng ớn lạnh sau đây. Estaba escuchando unos ruidos. No logré captarlos en cámara, pero quiero ver si los puedo enganchar. Son casi 2:45 de la mañana pasada, más o menos ya. Mira que.
grabo todo para que vean. Se escuchó acá adentro. Claro, se escuchó, pero claro, se escuchó. Recién llego a mi casa. Escuché ruido desde el patio. No sé si se llegó a ver ahí. No sé nada. No sé si llegó a ver ahí. La concha. No sé si se escucha. Bạn có thể thấy, vào những đêm đáng sợ đó, cảnh tượng ớn lạnh đầu tiên mà người đàn ông kia đã bắt gặp, đó chính xác là những tiếng động bí ẩn nghe rất đáng sợ, và con gấu bông trên giường của anh ta dường như đã đột nhiên tự động di chuyển khi không có bất cứ thứ gì đã tác động vào nó. Vài ngày sau, trong lúc vừa đi làm về tới nhà, thì lúc này người đàn ông lại tiếp tục nghe thấy những tiếng động là phía trước nhà mình. Và có lẽ như trong lúc anh ta có ý định ra ngoài kiểm tra, thì anh ta đã vô cùng sợ hãi, khi bất ngờ trông thấy một bóng trắng mờ ảo đã xuất hiện và lướt ngang qua trước cửa nhà mình. Nếu quan sát kỹ đoạn video, bạn có thể thấy khi nhìn qua tấm kính của cánh cửa, đó chính xác là một bóng trắng đã di chuyển ngang qua. Vậy theo bạn nghĩ, những hiện tượng ma quái khó lý giải và bóng trắng rùng rợn đã xuất hiện ở ngôi nhà thuê của người đàn ông kia, đó liệu có thể là do một hồn ma đã gây nên hay không? Nhớ để lại suy nghĩ của bạn ở bên dưới nhé! Câu chuyện đáng sợ sau đây được chia sẻ bởi một người đàn ông hiện đang là chủ của một trang trại chăn nuôi tại Mỹ. Theo như người đàn ông cho biết, sự việc ám ảnh đã xảy ra dường như đã khiến cho anh vô cùng lo sợ khi vào một đêm u ám, anh đã vô tình nghe thấy những con vật ở trang trại của mình không ngừng phát ra những tiếng kêu sợ hãi, và khi anh mở camera ở trang trại lên để kiểm tra, thì có lẽ như anh đã vô cùng kinh hãi khi bất ngờ trông thấy một cảnh tượng vô cùng lạnh người. Theo như bạn có thể thấy, thứ đáng sợ đã khiến cho người đàn ông kia vô cùng ám ảnh khi kiểm tra camera và trông thấy, đó chính xác là một sinh vật quái dị, với cơ thể gầy gò, tay chân dài, cùng cách di chuyển trông rất kỳ lạ. Nó dường như đang di chuyển rất chậm chạp, bằng cả tay và chân trên mặt đất. Và sự xuất hiện của thứ sinh vật bí ẩn này sau đó, có lẽ nó đã khiến cho người đàn ông là chủ của trang trại vô cùng lo lắng và kinh hãi. Và anh ta đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát gần đó để mở một cuộc điều tra. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin nào có thể nói lên thứ sinh vật bí ẩn đã xuất hiện bên trong đoạn video trên là sinh vật gì và nó đã đến từ đâu. Vậy bạn nghĩ sao sau khi theo dõi đoạn video đáng sợ trên? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận của video này nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.